Hôm qua, đây là cái đầu tiên nhất. Hôm qua là Minh Hiếu mua vào đây cho các cháu là 30 quả trứng. Đấy, thì buổi trưa là Minh Hiếu là nấu cơm cho các cháu rồi. Ăn thịt lợn với ăn cá, không liên quan thì để ăn trứng. Đấy thì sáng nay đây, sáng nay Minh Hiếu vào đây thì hiện tại là còn có 10 quả trứng thôi. Mua 30 quả, còn 10 quả trứng. Đấy thì nếu mà các cháu ăn thì chỉ có ăn bữa tối hôm qua, thì giỏi lắm thì cũng được khoảng 5 quả. Đấy, sáng hôm nay chắc không ăn trứng, nhưng mà Minh Hiếu nhìn đây vỏ trứng ở đấy có 2-3 quả thôi. Giỏi lắm cứ tính là 5 quả thôi, nhưng mà còn 15 quả nữa là không biết để tí cho tôi làm đồng chí kia này. Tại sao muốn mình làm còn không đủ ăn, mình đi tha của họ làm gì? Kìa tôi cũng thế, tôi làm cả năm tôi. Mấy đứa cháu này tôi không bao giờ tha công của đấy. Nhưng mà tôi làm công việc gì làm? Quả cũng gọi là mình trao đổi thôi, nhẹ nhàng thôi. Chứ không có là vấn đề sau này lại còn hàng xóm lại bảo là nếu mà không có tôi thì cũng chả ai biết đến cái hoàn cảnh này thì cũng rất là khó. Không tôi, nhưng tôi mà không ý, tha cái đấy đâu. Ý của anh đang nói là mình trao đổi thôi, là lần sau thôi không được lấy như thế nữa. Cái gì người ta cho thì mình lấy, cái gì người ta không cho thì mình đừng có lấy nữa. Người ta cho các cháu cơ mà, có phải cho mình đâu, đúng không? Anh mua vào anh cũng trích từ quỹ, từ các nhà hảo tâm, người ta cũng tiết kiệm từng đồng một, người ta thương các cháu, 3 cháu này người ta gửi vào mua cho các cháu với cái mong muốn là ngày nào các cháu cũng có cái đồ ăn, chứ không phải là mang vào đây để san sẻ bớt đi, ăn cho nó hết đi, chứ không phải như thế. Có một cái vấn đề mà hôm nọ rằng là Minh Hiếu cũng đã nói chuyện với Quả rồi, và Tuấn cũng đã có một cái video rồi, là những cái món quà của quỹ nhà hảo tâm gửi cho 3 cháu ấy. Quả thì thực ra là cái vấn đề là vấn đề tế nhị, nên là Minh Hiếu cũng như là Tuấn cũng không muốn nói nhiều về cái vấn đề này, nhưng tuy rằng là sẽ còn rất là nhiều cái món quà nữa và còn rất là nhiều đồ nữa. Ngay cái câu chuyện ngày hôm nay ấy, thì hôm qua Minh Hiếu vào đây ấy, thì có mua cho các cháu những cái món đồ, và sáng nay Minh Hiếu vào rồi nên là kiểm tra lại những cái món đồ, và có những cái điều mà rất là bất ngờ. Nếu mà các cháu ăn hoặc là các cháu sử dụng thì Minh Hiếu không nói làm gì cả, bởi vì là cái mong muốn của các cô các bác gửi cho thì muốn gửi cho các cháu thôi. Đấy, còn ngoài ra ấy, thì có những cái điều bất thường, cho nên là Minh Hiếu cùng với Tuấn mới đi đón em Quả, bí thư chi bộ về để thống nhất một số vấn đề liên quan đến những cái món quà của quỹ nhà hảo tâm gửi cho 3 cháu mà ra đi không manh mối gì, không phải là các cháu ăn. Đấy, thực ra là như thế. Đấy, thì hôm nay thì sẽ có một cái cuộc trao đổi ngắn với Quả để làm rõ luôn, bởi vì là nói chung là hơi bức xúc một chút. Những cái món quà này là gửi cho các cháu, và các cháu chỉ được sử dụng, còn khi nào mà các cháu cho hay là Minh Hiếu cũng như là Tuấn Lãng Bản nhất trí cho thì mới được đấy, chứ không có cái kiểu là tự nhiên vào lấy. Đấy, bây giờ là xin mời tất cả quý vị cùng đi vào nhà thôi nhỉ. Mình vào nhà xem. Mình vào một chút đi. Đấy, vào xem một chút. Mời anh đi chứ. Ra thì cái vấn đề này cũng là tế nhị anh Quả. Tế nhị. Hôm nọ em cũng nói qua một lần rồi thì, tuy nhiên thì nếu mà cứ tình trạng như thế thì có khả năng là mấy nữa những cái chương trình nó to hơn, cái gì nó to hơn, giá trị hơn thì thuộc về các cháu thì bọn em cũng buồn. Nói thật là như thế thì bọn em cũng không hài lòng, phải nói thực sự là cũng bức xúc. Không phải cái nếu mà nói về cái độ an toàn về cái ngôi nhà các cháu thì thực ra là không an toàn rồi. Khi mà các cháu vắng nhà thì có thể là vào được rất là nhiều phía, nhưng mà cái đấy chưa phải là cái lý do. Đấy, mà cái lý do ở đây ấy thì là có thể là vào thì các cháu đang ở nhà mà các cháu vào, mọi người vào lấy một cách rất là công khai luôn, cái đấy là không được. Đấy. Chào Mỷ. Rồi ok, chào Minh. Đấy thì hôm nay ấy, đầu tiên nhất là đây, Quả. Anh nói một chút là sáng nay anh vào đây rồi, vào từ rất sớm rồi, vào Tuấn, vào từ hôm nay, vào từ rất sớm rồi. Thì hôm qua Đây là cái đầu tiên nhất. Hôm qua là Minh Hiếu mua vào đây cho các cháu là 30 quả trứng. Đấy, thì buổi trưa là Minh Hiếu là nấu cơm cho các cháu rồi. Ăn thịt lợn với ăn cá, không liên quan thì để ăn trứng. Đấy thì sáng nay đây, sáng nay Minh Hiếu vào đây thì hiện tại là còn có 10 quả trứng thôi. Mua 30 quả, còn 10 quả trứng. Đấy thì nếu mà các cháu ăn thì chỉ có ăn bữa tối hôm qua. Thì giỏi lắm thì cũng được khoảng 5 quả. Đấy, sáng hôm nay chắc không ăn trứng, nhưng mà Minh Hiếu nhìn đây vỏ trứng ở đây có 2-3 quả thôi. Giỏi lắm cứ tính là 5 quả thôi, nhưng mà còn 15 quả nữa là không biết là đi đâu. Đấy. Nên là sáng nay hỏi Sính thì Sính cũng chưa nói, không trả lời. Đấy, cũng không biết là ai lấy đi. Đấy thì Sính về đây xem nào. Sính về đây. Mỷ về đây, Mỷ đâu? Mỷ đứng dậy về đây nào. Về đây. Đấy thì về đây chú hỏi một chút nhá, không phải khóc nhớ chưa? Không sợ đâu. Không phải sợ gì cả, không phải khóc nhá. Đấy, thực ra là thế cái trứng này là ai lấy đi? Bà nội lấy đi à hay là như nào? Chị trong là moi của chị trong nên nó phải. Hay là nhà chú lấy đi? Mị. Nhà chị à, xanh. Hả? Nhà chị à? Các cháu cứ chia sẻ tự nhiên, không sao cả. Bọn chú không trách các cháu đâu. Không sợ, bọn chú không sợ đâu. Nhà chị à? Chú là người mình thì bố mẹ. Ừ, là như nào? Mị qua lái nó mất rồi. Đấy, bảo đứa em gái san sẻ. À, san sẻ đúng không? Ừ. San sẻ thì cái vấn đề đấy không nói. Nhưng mà còn rất là nhiều món đồ nữa. Ừ. Còn rất là nhiều món đồ từ quần áo rồi là những cái món đồ mà Tuấn mang vào. Thì sáng nay đã cũng với Tuấn xem một lượt rồi. Là cũng bớt đi rất là nhiều. Đấy, còn cái mục đích của các cô các bác là nhìn là ba cháu này rất là thương. Ừ. Nên là các cô các bác mới gửi cho ba cháu này thôi. Chứ không phải là gửi để nuôi cả nhà chú hay là gửi cho. Cái vấn đề này thực sự là Minh Hiếu ngay từ đầu rồi. Minh Hiếu cũng như Tuấn đã nói rồi. Vấn đề này rất là tế nhị, vấn đề ăn uống rất tế nhị, không muốn nói nhiều. Nhưng cái này phải nói để còn rất là nhiều dịp vào đây. Đấy. Nên là không nói, không thống nhất được thì rất là khó. Đấy, Minh Hiếu hôm nay mới trực tiếp là cùng với Tuấn đã đi đón nhờ quả về để có. Nếu mà là nhà chú lấy đúng không? Trứng này là nhà chú lấy đúng không? Phải không? Nhà chị à? Do chị do. À Sính. Hả? Do chị do. Hỏi và trả lời chứ. Không phải khóc đâu nhá. Đấy thì tí nữa quả sẽ nói tiếng Mông cho các cháu hiểu là ăn, các cháu ăn thì không tiếc một cái gì cả, ăn càng nhiều càng tốt. Đấy, để có sức khỏe không vấn đề cả. Nhưng mà mình ăn đang thiếu mình lại còn mang đi cho người khác hay là người khác lấy mình cũng cho là không được. Cái điều đấy là không được, không hài lòng và không nhất trí luôn. Đấy. Chứ không phải là tiếc nọ tiếc kia. Còn rất là nhiều thứ nữa. Đấy, bây giờ Tuấn thử lên xem những cái món đồ xem là có phải như thế không? Đúng không? Quần áo các kiểu đúng không? Quần áo thì thế này, quần áo thì các cháu mặc vừa cái nào. Cháu cũng vào, cháu cũng dặn rồi. Các cháu mặc vừa và những cái nó to hơn thì mình để lại. Còn cái nhỏ hơn thì có thể là chia sẻ cho nhà chú. Kể cả nhà anh Sử cũng thế. Mà kể cả nhà trên cũng được. Các bạn ấy mặc vừa cái nào thì các bạn có thể san sẻ. Đấy, thì là những cái mà nhỏ mình không mặc vừa thì mình có thể cho nhà dưới. Bởi vì các cô gửi thì các cô cũng gửi là thứ nhất là của Sính với Mỷ này. Thứ hai là có thể là nhỏ hơn thì các cô vẫn gửi kèm cho mình. Đấy, chính ra các bạn này phải biết ơn anh Sử ở nhà dưới là nhiều này. Đấy, chính ra anh ấy là người giới thiệu em cháu với đến với các bạn này. Đấy, phải có anh Sử thì mới có thể kết nối được giữa các cháu này với cả là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đấy. Thì có lẽ là những cái quần áo thì có lẽ là nó cũng không hẳn là nhiều những cái món mà nó không vừa các bạn đâu, ít thôi, số ít thôi thì cháu vẫn dặn cho các bạn là hãy san sẻ cho những cái người nào mà ở hàng xóm của mình. Đấy, sớm hôm tối lửa tắt đèn có nhau. Đó, thì những cái đấy thì quần áo rất là nhiều đấy. Riêng cái khoản của cháu thì thì cháu cũng được các bác cô chú ủng hộ là gửi cho các bạn những cái món đồ kể cả mới kể cả cũ và những cái món đồ gia dụng này kia các thứ rất là nhiều luôn, từ nồi niêu xong chảo bát đũa các thứ thì không thấy là có vấn đề gì. Còn riêng quần áo thì cháu bảo san sẻ, cái nào không vừa thì các bạn có thể san sẻ đi bớt. Còn những cái khác thì cũng chưa xem. Thế bây giờ xem thử xem. Cũng chưa xem, có lẽ là cũng phải xem qua một tí xem là các cháu để ở đâu như nào chẳng hạn. Để xong này. Chú lên có được không? Chú lên có được không? Lên có được không? Có lên được không? Lên trên này được, lên được không Sính? Hả? Đi lên trên này có được không? Mua tao chưa đâu? Hả? Thế thì lên trên này được mà. Không vấn đề gì đâu đúng không? Ừ. Đồ thì để trên này hết à? Ừ. Thế Tuấn sẽ làm thế nào? Đồ hôm nọ là để cất trên này đúng không? Ừ. Đồ thực ra thì còn mà còn những cái món đồ đấy mà vẫn còn đúng không? Hầu hết là ở trên này thì chủ yếu là gia vị thôi, gia vị còn một phần là để dưới, còn một phần là để trên các bạn, coi như là sử dụng không hết đấy thì vẫn để trên đấy. Thì đấy thì ban nãy Minh Hiếu cũng đã nói rồi, còn rất là nhiều thứ nữa, kể cả là hôm nọ là Tuấn là vào đúng không? Còn vấn đề là gạo rồi là vấn đề các thứ nữa đúng không? Có cũng có đúng không? Có sự san sẻ đúng không? Có. Cái đấy thì Minh Hiếu cũng nói rồi. Ban nãy thì cũng chia sẻ với Quả một chút là bởi vì là sẽ liên quan đến rất là nhiều chứ không phải là ngày hôm nay là xong. Đấy, bởi vì là các cô các bà là thương ba cháu này thôi, là gửi cho thôi. Đấy, anh còn hôm qua anh còn vào anh mua cả khóa cho Đào Hoàng. Đấy, đề phòng là đi học là sợ là người ta vào tự nhiên đúng không? Lúc các cháu khó khăn thì cũng chả ai đến ngó nghiêng gì cả. Còn lúc mà bọn anh và kêu gọi được các cô các bác mạnh thường quân bắt đầu, thực ra là những cái vấn đề này là cũng không muốn chia sẻ nhiều, là khi mà bọn anh quay về phát là bắt đầu là vào xem cái nọ cái kia nó rất là khó đúng không? Các cháu thì đang bé nữa thì bảo là lấy cái này nhá thì mình cũng không dám nói gì, là cũng cho nên là rất là khó. Thì cũng muốn Quả là cũng quán triệt những cái hộ xung quanh đây một chút. Đấy, thì cũng không muốn nói nhiều về cái vấn đề mà thực sự rất là ngại. Đấy. Cái thì nếu mà để là theo dõi về cái san sẻ cái đấy thì trực tiếp là để tôi. Ví dụ là cái nhà này để tôi xây, để tôi làm cho nó chắc chắn một tí. Với lại cái san sẻ cái thức ăn, cái đồ cái này về thì tôi quản lý. Ừ. Nhưng mà mất mát thì tôi chịu trách nhiệm. Ừ. Nhưng mà sau này ai hoặc là xã hội người ta bảo là tôi ăn của ai thì nó liên quan cả thôi, nó giám sát tôi. Ừ. Bởi vì tôi là đầu tàu ở thôn rồi, liên quan là thôn giám sát tôi, biểu tình tôi, bởi vì tôi đầy lúc tôi đã từng trải qua hai trường hợp, hai công việc rồi. Trưởng thôn này tôi làm được 5 năm rồi, bí thư chi bộ năm nay năm thứ 3, vâng, gần năm thứ 4 rồi. Thì đấy thì cũng hôm nay là thực ra là muốn nhờ Quả một tí là ở cái chỗ đấy, bởi vì là không phải nguyên là còn rất là nhiều thứ. Còn cái đấy là chỉ là một cái mà nay Minh Hiếu nói trứng kia nó chỉ là một cái ví dụ thôi. Các cháu ăn thì không tiếc một cái gì cả, mua vào cho các cháu ăn, nhưng mà các cháu đang thiếu ăn mình lại mang đi cho người khác là không được, hoặc là người khác tự dưng vào lấy là không được. Cái đấy anh cũng bây giờ nhất trí luôn, nói rằng đấy. Đấy là như thế, mình cái tâm của mình làm nó không đúng, đúng không? Đấy là vấn đề mà các cháu đang khó khăn không có gì ăn mà mình nỡ lòng nào mình lại mang đi là thế nào. Nếu cái mà không... bộ phận nào là liên quan đến bộ phận nào thì để cho nó còn tôi còn cũng muốn là cái này là cho nhà chú đúng không? Nhà chú lấy đi à? Nhà bà lấy đi à? Hà Sính, hôm nay sao không nói được câu nào? Do chỉ do. Nhà thử làm nó là chỉ do này. Có hải gì người thử mà. thì phải thử chỉ phải. Còn mà là những mua chón này chứ mà giờ chỉ mua từ từ mà có tay kìa thì thường tăng ăn. Đây bà nội đây à? Ừ. Bà nội lấy à? Hôm qua bà nội lấy à? Bà nội lấy à? Ai lấy? Hả? Bỏ hai đi có chó này có chỉ tháng này thì tao cho là chỉ canh rau món nó muốn nọ từ từ này. Thế chỉ muốn muốn nọ là các thầy đáp lòng nuôi, thì tôi cho nó sẽ. Cái đó muốn xin cho nó chỉ một trái kia nhưng sáng để chạy, nhưng để chạy nói một thế. Bà không biết à? Mấy cho từ nó sẽ. Mà chị hay này lúc rõ này nó một thì tao tôi nó tỉnh bữa chị tao à. Mà giờ nó thiếu thì tôi hay thiếu thì mình xin nó nữa. Ừ, thế rồi hà đi mà bà ta tết thả đi mà nhờ. Làm mà chị trong sự tôi nói ý tỉnh nha chị về. Chị tôi rồi nó tự bơ thế là xin nó gặp từ nó. Dạ đúng rồi. Hả? Nhà bà lấy đi à? Ông Sử nó sang sẻ rồi. Ông Sử thì nhà khác mà ông Sử với con trai bà không? Không phải. Biết rõ ràng cái lý của bà nói khai sự thật rồi. Nghĩa tôi chúng tôi làm trưởng thôn cũng thế, bây giờ tôi giải quyết cũng thế mà. Là như nào? Là ông... Có nghĩa là ông Sử sang sẻ gia đình này đi ăn thôi. À, tự vào lấy à? Hay là như nào? Có nghĩa là ông can thiệp vào đây để tí tôi... À... Là xuống làm việc đấy. Nghĩa là lấy trứng kia đúng không? Đúng rồi. À... Ừ. Được rồi, thế thì... Cái câu chuyện này có thể là sẽ ghi hình hoặc là có thể sẽ không ghi hình. Bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề cá nhân. Còn cái quan trọng nhất là hôm nay là có anh, có Quả đây rồi, Bí Thư đây rồi. Rất là chắc chắn rồi. Còn rất là nhiều vấn đề nữa. Có thể là ghi hình thì nó liên quan đến cái vấn đề cá nhân thì cũng rất là khó. Nên là không thì... mình không ghi hình nữa. Có thể nhé, nhưng mà nhờ Quả là sẽ tác động chỗ anh Sử kia. Có thể là Sử là người là giới thiệu bọn em đến, bọn anh đến để chia sẻ cái hoàn cảnh này, nhưng mà không có nghĩa là đến là san sẻ, không có nghĩa là đến là bọn anh mang những cái món quà nào là cứ tự nhiên đến đấy là không được. Nói thẳng luôn, kể cả anh Sử đấy. Tôi làm việc này nó này nó rõ ràng quan điểm rõ ràng. Chứ còn ví dụ tôi kể cả nghèo thế nào tôi không ăn của ai cả, kể cả giàu thế nào nhưng mà mình giàu cái tư cách của mình. Đúng rồi. Đấy, giàu cái đúng cái chính nghĩa của mình. Nên là nhá, cũng nhờ Quả là dặn cho nhá. Không phải sợ nhá chưa? Nhớ chưa? Nói một câu nào. Cháu nhớ chưa? Nhớ chưa? Chính xác này. Đây là chị trả này, có tay dòng chị trả này. Cháu nhớ chưa? Nói một câu nhanh. Nhớ chưa? Này, nói một câu này. Nói một câu như này. Cháu nhớ chưa? Cháu nhớ chưa? Hả? Hôm nay không nói, không thèm nói câu nào. Đấy, không phải khóc đâu nhá. Còn nhiều dịp nữa. Nếu mà không thích thì các chú là sẽ chuyển tiền đến chỗ khác ngay, không quan trọng vấn đề đấy nhá. À, nếu mà các cháu nhá có cái thái độ như thế này là không được rồi, nhá chưa? Không phải bực vấn đề gì cả, ăn các cháu ăn không sao nhưng mà người khác lấy là không được. Chú đã mua khóa cửa cho đàng hoàng rồi, dặn dò đàng hoàng rồi. Chứ không phải là mua về là ai thích lấy cái gì cũng được, hay là mang quà vào ai thích lấy cái gì được. Chú nói rất là nhiều rồi, các cháu ăn cho các cháu bổ dưỡng sức khỏe cho nó lớn. Như Sính này đang suy dinh dưỡng này. Chịu khó ăn vào chứ không phải là mình mang về mình mang đi chia sẻ cho người khác. Cái đấy không bao giờ có nhé, còn rất là nhiều quà nữa. Của các cô đang gửi lên. Mình phải quán triệt luôn quà. Không có là không được, chứ còn bây giờ là quà vào xong là bọn anh rút phát là vào xong là thấy cái gì hay lấy nhấc cái đấy đi, không được. Cái đấy là không, hoàn toàn là không được luôn. Phải rõ ràng đấy. Phải rõ ràng. Cái nào mà dành cho các bạn đấy thì là của các bạn đấy. Và cái nào mà có phần của ở đâu, nhà nào thì bọn em cũng sẽ có phần đấy. Hoặc là cái nào bọn em bảo là ví dụ như những cái nào nhỏ chẳng hạn, cái nào có thể là các con hàng xóm chẳng hạn, mình vào chia nhau thì mình vẫn chia nhau thoải mái mà, vẫn bình thường mà. Đấy là cái tình cảm của các bạn đấy dành cho những hàng xóm xung quanh. Chứ bọn em cũng không muốn nói nhiều quá nhiều để làm mất tình làng nghĩa xóm của các bạn đấy. Làm rõ rồi, để tí tôi làm đồng chí kia này. Tại sao muốn mình làm còn không đủ ăn mình đi tha của họ làm gì? Kìa tôi cũng thế, tôi làm cả năm tôi. Mấy đứa cháu này tôi không bao giờ tha công của đấy. Nhưng mà tôi làm công việc gì làm? Quả cũng gọi là mình trao đổi thôi, nhẹ nhàng thôi. chứ không có là vấn đề sau này lại còn hàng xóm lại bảo là nếu mà không có tôi thì cũng chả ai biết đến cái hoàn cảnh này thì cũng rất là khó. Không, tôi không pha cái đấy đâu. Ý của anh đang nói là mình trao đổi thôi, là lần sau thôi không được lấy như thế nữa. Cái gì người ta cho thì mình lấy, cái gì người ta không cho thì mình đừng có lấy nữa. Người ta cho các cháu cơ mà, có phải cho mình đâu, đúng không? Anh mua vào anh cũng trích từ quỹ, từ các nhà hảo tâm, người ta cũng tiết kiệm từng đồng một, người ta thương các cháu, ba cháu này người ta gửi vào mua cho các cháu với cái mong muốn là ngày nào các cháu cũng có cái đồ ăn, chứ không phải là mang vào đây để san sẻ bớt đi, ăn cho nó hết đi, chứ không phải như thế. Không có như thế, đến lúc các cháu không có gì ăn thì lấy cái gì ăn. Tôi để lúc tôi vào đây thực sự là tôi nói với đồng chí Tuấn với lại đồng chí Hiếu này, kể cả gia đình tôi con đòi một cái kẹo mút bình thường thôi, với lại một gói bọng bình thường 4.000 đồng thôi. Nhưng mà tôi vào đây các bạn có rất là đầy đủ, nhưng mà tôi bảo là thôi, kể cả 1 đồng 1 xu mình có thì cái này là nước mắt mồ hôi của mình. Đúng rồi, mình đi xin một câu xin không phải đơn giản đâu, người nghèo người ta mới xin, người bình thường mình xin thì người ta bảo là cái gó không bao giờ bằng cái bó đâu mà. Đúng rồi. Riêng bản thân cháu thì cháu không thể hài lòng với máy, bởi vì cháu là người trực tiếp vào rất là nhiều hơn cậu gấp đôi cơ. Đúng rồi. Thì tần suất khả năng là còn gấp 3. Đấy, thấy những cái câu chuyện đấy nó rất là nhiều, những cái tình huống nó xảy ra rất là nhiều luôn. Hoặc là khi mà mình đến ở trên này rồi thì người ta lại ra. Mình chỉ cần đến tận trên này thôi là sẽ có người vào rồi. Đấy, thì cái đấy thì thực sự cũng không hài lòng anh Quả. Thực ra thì theo tôi nghĩ thì cái nghĩa cái đấy là nó kiểu là không phải mình cái may đa sống của mình ấy, còn mình nhìn thấy rồi. Không phải là ban người bản Tuấn hoặc là bản Hiếu, như tôi thì trực tiếp mà tôi cũng thấy rồi. Đấy, là cũng như thế đúng không? Thực ra thì mình cũng có hiểu tâm lý của người ta như thế này. Bây giờ mình vào, mình có những cái mới, mình có những cái lạ thì người ta vào tò mò, người ta ngấy thôi. Nhưng mà chỉ vào một đôi lần thôi. Thế bây giờ cái tình trạng như thế cứ gặp suốt thì cũng thực sự là nó không được hay cho lắm. Đấy. Bây giờ các bạn có cái này chẳng nhẽ thì có người này vào người kia vào, chẳng nhẽ các bạn lại không có cái tình cảm để chia cho các bạn. Đúng rồi, rất là khó. Rất nhiều lần. Đấy là đối xử khó cho các bạn đấy thôi. Bây giờ vào, bây giờ có rất là nhiều người vào, các bạn cũng có những cái này những cái kia, các bạn cũng san sẻ, đấy là mình cũng hoan nghênh thôi. Nhưng mà quá nhiều thì lại bây giờ các cô thương cho các cháu, thậm chí là các cô các bác còn bóp cả những cái thành khẩu phần ăn của mình đi để gửi cho các bạn đấy. Kể cả bản thân em thế, bản thân em cũng nói chung là cũng không có những cái phần cho các bạn nhiều đâu. Bản thân em cũng phải dành những cái phần tiền mà các cô bác đổ sang để mua cho các bạn những món đồ này kia chẳng hạn. Thực ra nó không giá trị đâu, nhưng mà cái đấy có thể là em có thể chạy đi khoảng tầm 5-7 ngày bình thường, 8 ngày bình thường hoặc là như thế chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái tình cảm của em dành cho các bạn đấy. Và đặc biệt là khi mà em vào chia sẻ như này, kết nối giữa các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm với các bạn đấy cũng là một cái gì đó rồi. Đấy. Thì em không kể về cái phần đấy đâu, bởi vì em là những cái người em đi làm. Em làm như này là em làm vì cái tâm của mình, vì giúp được các bạn chứ em không kể công cái đấy. Đấy, tuy nhiên thì mình phải đánh giá cao, phải thấy được cái ý nghĩa của những cái phần quà từ các bác cô chú anh chị mà gửi lên cho các bạn này. Thực sự là các bác cô chú rất là thương các bạn này thì mới có những cái phần quà, những cái món tiền như thế luôn. Phải nói thật, khẳng định là đối với cái hoàn cảnh này, số tiền nó lên rất là nhanh, mà bây giờ trong một thời gian rất ngắn mà em nhận được những cái khoản tiền như thế. Đấy. Thì bây giờ những cái phần nhỏ nhất mà bọn em không nói thì có khả năng là mấy nữa những cái phần lớn hơn, những cái món quà lớn hơn thì có thể là bay màu chẳng hạn, thì lúc đấy mình tính sao. Đấy. Có khi là mình nói như thế này chẳng hạn, hoặc là có thể động chạm đến ai thì sợ là mất tình làng nghĩa xóm của các bạn này. Đấy. Và có thậm chí là cả tình anh em nữa. Đấy, bọn em cũng rất ngại, tuy nhiên thì có thể là trong một số những cái lần vào thì cũng cảm thấy được bức xúc, nhưng mà bọn em vẫn có thể là khả năng là bỏ qua được cho các bạn đấy. Nhưng mà nhiều lần quá thì nó có cái giới hạn của nó thôi. Đấy, thì đi làm rõ việc này. Thì cũng nghĩa là Tuấn nói là cũng mong rằng là thì anh cũng nói nhiều rồi, mong rằng chỗ Quả sẽ tác động những cái thành phần kia thôi. Bởi vì hỏi các cháu là biết là ai lấy mà, đúng không? Thì mình tác động chỗ những cái thành phần kia thôi là rõ ràng luôn. Chứ thực ra là chắc chắn là mình hiểu sẽ không có cái kiểu là sẽ quay cái video của cái người mà lấy đồ đi. Mình hiểu sẽ không có kiểu làm như thế nữa. Đấy, nhưng mà sẽ nhờ Quả là rằng là sẽ tác động những cái thành phần để lấy những cái món đồ của các cháu đi, là lần sau là không được lấy nữa. Nó thẳng như thế. Còn lần sau mà lấy thì nó là một câu chuyện khác anh. Đấy, anh nói thật kìa, lúc nãy mà đây là anh em mình tâm sự trước rồi đúng không? Nếu mà lấy nhá, có thể là anh sẽ nhờ chính quyền anh can thiệp ngay. Bởi vì những cái món quà này là gửi cho các cháu chứ không phải là gửi cho những cái ông đấy. Nói thẳng, còn những cái ông đấy mà muốn có quà thì người ta gửi thì mình mới nhận được chứ, mới lấy được chứ, không có đừng lấy tự nhiên kiểu như thế. Đó, đấy là trao đổi với Quả như vậy. Quả sẽ nói lại. Đấy, còn Sính Mỷ là đi học là phải nói nhớ chứ. Thì ông đi đây nghĩ đi tìm nhà ông thì đánh thì tôi ý là không phải là mức độ như thế, nhưng mà cũng mong là Quả sẽ tác động thôi, là tác động nói là lần sau là không được lấy nữa. Còn lần sau mà lấy mà bọn em mà gặp được là bọn anh mà gặp được nó là một câu chuyện khác ngay. Nói thẳng như thế. Bởi vì còn tới này sẽ triển khai chương trình nhà của các cháu, rồi là những cái vấn đề khác nữa, rất là nhiều. Cái công việc ở đây thì sẽ vào đây rất là nhiều, còn rất là nhiều món quà của quý nhà hảo tâm để gửi cho ba cháu nữa. Đấy, còn về cái căn nhà như thế này thì không có một tí gì đảm bảo cả. Đấy, khắp nơi có thể nhảy vào được, chui vào được. Đấy là cái góc độ là các cháu còn đang ở nhà ấy. Còn nếu các cháu không ở nhà mà bởi vì là thực ra là mình hiểu cũng hiểu tâm lý chung thôi. Nếu mà ở trong xóm mà nhà nào mà có những cái món đồ nhiều ấy thì mình vào mình cũng muốn gọi là tò mò tí, vào xem nó là có món đồ gì. Trong là có thể là các cháu này cũng chưa biết được là muốn san sẻ đúng không? Anh là muốn lấy cái này, anh muốn lấy cái kia, cho anh xin nhá, thì không biết gì cũng cho hết các kiểu, đến lúc mình chả có, người ta thương là gửi cho mình thôi. Đấy, thì câu chuyện ngày hôm nay là như thế thôi. Quả thực ra là cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này, nhưng mà còn lâu dài nên là anh em mình phải rõ quan điểm như thế. Là cũng muốn nhờ Quả là sẽ giúp cái vấn đề đấy để cho Minh Hiếu cũng như là Tuấn đăng bản. Hôm nay thì Minh Hiếu cũng cùng với Tuấn là sẽ quay một cái video là song luôn, cùng một nội dung như thế, chia sẻ cái câu chuyện có thật chứ không phải là vẽ gì. Đấy. Sáng nay là vào rất sớm, vào nhà các cháu rất sớm, thấy cái chuyện bất bình như thế thì ghi hình lại một chút, chắc khoảng độ 15-20 phút gì đó để trao đổi. Đó thì cuối cùng là cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi video của Minh Hiếu cũng như là của Tuấn. Đấy, thì mong rằng là sẽ có sau cái video này thì nhờ Quả sẽ tác động cho những cái hộ xung quanh, rồi những cái thành phần này sẽ rút kinh nghiệm, nói chung là rút kinh nghiệm. Đấy, để những cái thời gian tới sẽ không còn tiếp diễn những cái chuyện như thế nữa. Đấy, không còn cái kiểu là lấy tự nhiên như thế nữa. Đấy, cuối cùng là Minh Hiếu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những phim tiếp theo. Xin chào.